Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 6, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 sắp tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Tham dự phiên khai mạc còn có các đại diện lãnh đạo các bộ ngành cùng các cơ quan tổ chức liên quan. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận cho ý kiến đối với 12 dự án luật, bao gồm 11 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 và một dự án luật được chính Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 là luật điện lực sửa đổi. Nếu được chuẩn bị tốt, Quốc hội thảo luận đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phối hợp với chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các dự án thảo luận tại hội nghị lần này điều chỉnh nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có những luật rất quan trọng đối với hệ thống chính trị và bảo đảm quyền lợi ích của người lao động và doanh nghiệp. Để việc thảo luận đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội chuyên trách và các đại biểu tham dự hội nghị lưu ý tập trung phân tích, thảo luận, thể hiện rõ quan điểm đối với những nội dung cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo xin ý kiến, những nội dung còn có các phương án khác nhau, cho ý kiến rõ các dự án đã đủ điều kiện để chính Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới hay chưa. Đồng thời, các đại biểu cần nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến xúc tích, tránh trùng lặp, phân tích, lập luận thuyết phục và đề xuất phương án cụ thể về những vấn đề xin ý kiến hoặc được quy định trong dự thảo luật. Trong quá trình thảo luận, khi cần thiết, đại diện cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra sẽ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu quan tâm.